Hello, chào mừng các bạn đã đến với Góc Công Nghệ của Sáng Tạo Mới. Vậy là như các bạn đã biết, hiện tại thì giá Bitcoin, Ethereum đang lên rất là cao. Và hôm nay mình làm video này muốn giới thiệu cho các bạn một đồng coin mà rất là nhiều bạn quan tâm và nó cũng đang trong cái quá trình lên giá rất là nhiều. Đó là đồng ETC, tức là đồng Ethereum Classic. Vậy thì hiện tại thì giá của Ethereum Classic hiện tại nó đã lên ở cái mức 45% tăng giá. Và hiện tại giá của nó là 109,911 đô la Mỹ. Và mình làm video này sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập, cài đặt máy tính để đào đồng ETC Ethereum Classic bằng cạc RX570. Vậy thì để thực hiện như thế nào thì mời các bạn theo dõi trong video này. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào cái trang web là etc.2miner.com. Đấy, thì giao diện nó sẽ hiện lên như thế này các bạn nhé. Sau đó các bạn lựa chọn vào cái phần How to Start. Đấy, ở đây thì đây là các cái bể đào các bạn nhé. Đấy, bạn ở vị trí nào thì các bạn có thể lựa chọn vào cái vùng đấy, ví dụ như ở châu Á này, rồi là Mỹ này, đấy, ở các cái đất nước thuộc Euro này, đấy, thì nếu như chúng ta ở ASEAN thì chúng ta sẽ lựa chọn vào cái địa chỉ mỏ đào này. Vậy thì để tải cái phần mềm đào ETC thì chúng ta sẽ lựa chọn vào đây, download đây, GPU đây. Để đây mình dịch sang tiếng Việt cho các bạn dễ nhìn nhé. Rồi đấy, đã dịch tiếng Việt rồi. Nếu như ở đây nó sẽ có các cái phần mềm cụ thể. Nếu như các bạn dùng VGA GPU của Nvidia, tức là VGA của Nvidia ấy, thì các bạn sẽ sử dụng cái phần cái tool đào là T-Rex. Còn các bạn dùng của đội đỏ là đội AMD ấy, những cái dòng card RX 570 này ấy, thì chúng ta sẽ chọn là AMD. Còn lựa chọn cả hai này các bạn có thể lựa chọn vào đây. Đấy, click vào đây. Đó. Hoặc là mình sẽ gửi cái đường link đào cái phần mềm đào ETH cho các bạn nhé. Đây, cái đường link ở đây các bạn nhé. Thì các bạn có thể tải cái đường link này về. Ở đây thì hoặc là có thể chọn cái này. Tuy nhiên thì nếu các bạn muốn nhanh gọn và dễ dàng thì mình sẽ gửi cho bạn cái đường link này. Đây, ETH đây. Bây giờ chúng ta sẽ tải nhé. Đấy, sau khi tải về thì từ đường link đó thì chúng ta sẽ có cái thư mục này. Bây giờ các bạn sẽ giải nén cái thư mục này ra. Rồi, ok. Sau khi giải nén thì chúng ta sẽ có hai thư mục ở đây. Một cái của AMD và một cái của Nvidia. Các bạn mà dùng card Nvidia thì sẽ dùng cái thư mục này. Còn các bạn dùng VGA của đội đỏ, card của đội đỏ ấy, là card của AMD ấy, thì các bạn vào đây. Đó, sau khi mở cái thư mục AMD, ở đây thì mình sẽ sử dụng card AMD, card của mình là RX 570 các bạn nhé. Đây, và mình cho các bạn xem qua cái cấu hình của mình. Hơi lâu các bạn. Rồi, ok. Cấu hình của mình sẽ là Core i5 4570. Đấy. Rồi main là B85G43. Rồi RAM là 16GB. Với chip main và RAM thì nó sẽ không quan trọng lắm đâu các bạn nhé. Chủ yếu là chúng ta sẽ chú trọng vào đến cái GPU này các bạn nhé. Đây, card của mình là RX 570. Với cái độ bộ nhớ của nó là RAM của nó là 4GB các bạn nhé. 4GB RAM 5 bit 256. Thì đấy là cái cấu hình của mình. Vậy thì chúng ta sẽ quay lại cái phần cài đặt cái phần mềm đào pool như nào. Thì cũng giống như cái video mà mình đã hướng dẫn các bạn là đào Ravencoin, thì ở đây thì các bạn sẽ tìm cái file có tên là ETC pool các bạn nhé. Đây, các bạn mở ra cho mình, edit, bấm vào chuột chọn edit. Đấy, ở đây thì chúng ta cũng lưu ý là thứ nhất là cái địa chỉ pool ở lúc em các bạn xem ấy là ở ASEAN nó là 1010 này. Thì và đây là tiếp theo đó là cái địa chỉ ví này. Đấy, địa chỉ ví này thì các bạn sẽ lấy cái địa chỉ ở trên sàn Binance nhé.
sáu lần thì chúng ta sẽ đăng ký vào cái đăng ký cái đây chúng ta sẽ đăng ký cái tài khoản trên cái sàn Binance này, và chúng ta sẽ lấy cái địa chỉ ví của đồng ETC nhé. Thì sau khi đăng nhập, các bạn đăng ký và đăng nhập thành công rồi xác nhận thông tin thành công ấy, thì giao diện của cái sàn Binance nó sẽ như này. Đấy, đây là đầu tiên là chúng ta sẽ vào cái phần wallet. Wallet tiếng Anh nghĩa là ví đấy các bạn ạ. Hoặc là các bạn có thể nếu như các bạn mà thấy tiếng Anh khó thì các bạn có thể bấm phải chuột vào cái này và chọn vào phần Translate to Vietnamese. Thì chúng ta sẽ có cái giao diện tiếng Việt và các bạn có thể dễ dàng sử dụng. Đây, các bạn vào ví nhé. Vào. Sau đó chúng ta lựa chọn là Fast to Spot. Sau khi lựa chọn Start to Spot ra thì các bạn đã thấy các cái đồng rất là phổ biến đây. Ở đây hiện tại là đồng Ravencoin, hiện tại mình đã được hơn 171 đồng rồi. Rồi, nếu như các bạn không thấy cái tên đồng ETC ấy, thì các bạn sẽ chọn vào đây, đánh chữ ETC. Chưa? Và chúng ta ấn Enter thì ở đây nó sẽ hiện hiện thì cái tên đồng coin ETC này các bạn nhé. Các bạn vào phần Desktop. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ sau khi lựa chọn thì các bạn sẽ thấy được ở đây. Đây là address này các bạn thấy không? Đây là chính là địa chỉ ví của đồng ETC các bạn nhé. Thì các bạn sẽ copy cái địa chỉ ví của cái tài khoản trên sàn Binance của các bạn. Đấy, đây là địa chỉ ví của ETC này. Các bạn copy. Rồi, sau đó chúng ta quay lại cái file mà ETC pool. Chúng ta sẽ thay đổi cái dòng địa chỉ ví cũ này bằng cái địa chỉ ví của mình, của chúng ta. Được chưa? Các bạn xem bôi đen và đến cái phần dấu chấm này nhé các bạn nhé. Chúng ta bấm phải chuột chọn paste. Đấy, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn là thay cái địa chỉ ví cho cái file ETC pool này rồi. Còn đây sẽ là cái tên máy đào của bạn nhé. Đấy, tên cái máy tính của bạn đào ấy thì chúng ta có thể lựa chọn thay đổi. Đây thì mình cứ kệ nó, không cần thay đổi. Đấy, như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái việc đổi ví, đổi tên ví cho cái file đào ETC. Tiếp theo chúng ta sẽ lưu lại. Được chưa? Lưu lại. Đó. Và sau khi đã lưu lại xong thì chúng ta sẽ có thể tiến hành đào luôn và ngay. Các bạn mở file lên. Ở đây thì mình mở file lên thì mình đã chạy sẵn đây rồi các bạn nhé. Đây, mở file lên thì đây là cái giao diện mà cái phần mềm đào ETC đây. Đấy, các bạn có thể thấy là ở đây có cái thông số ở đây. Đấy, ETC này, hai miner này. Rồi đây là cái thuật toán của nó này. Tiếp theo là tên cái bể đào, tức là cái mỏ đào của chúng ta đó. Rồi là tốc độ đào này là 24 MHz này. Đấy. Rồi tốc độ của fan này. Fan cái VGA chúng ta này, cái quạt tản nhiệt VGA này. Rồi là nhiệt độ này, của quạt của VGA này. Đấy. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cái phần mềm đào ETC. Đấy, nếu như các bạn có gì thắc mắc thì có thể bình luận dưới video này. Đấy. Các cái phần mềm thì mình sẽ cái đường link phần mềm SuMiner này ấy, thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhé. Các bạn có thể click luôn vào cái đường link đó để chúng ta tải cái phần mềm đào ETC này bằng card RX570 hoặc là các cái card của dòng AMD các bạn nhé. Đấy. Vậy thì sau khi mà các bạn đã chạy và cài đặt và chạy xong ấy thì chúng ta sẽ vào sàn Binance. Đấy, sàn Binance thì chúng ta copy cái địa chỉ ví ETC của các bạn. Đấy. Xong các bạn đấy vào cái trang etc.highminer.com nhé. Đấy, sau đó các bạn sẽ điền cái địa chỉ ví ETC của các bạn vào đây để chúng ta theo dõi máy đào chúng ta và tốc độ đào cũng như là chúng ta đã khai thác và đào được bao nhiêu đồng ETC. Đấy, các bạn bấm search.
Đấy, thì ở đây thì chúng ta cũng có thể chuyển sang cái giao diện tiếng Việt để chúng ta có thể dễ quan sát. Đấy, ở đây thì thống kê thợ mỏ đây này. Đây là thống kê về cái địa chỉ ví của mình nhé các bạn nhé. Đấy, đây là số dư chuẩn bị được cộng vào cái phần đã đào được của mình đây. Đấy, trên này có cái thanh thanh phần trăm đào này. Đấy. Thì còn đây là tốc độ nhé các bạn nhé. Đấy, tốc độ hiện tại rồi là tốc độ trung bình này. Đấy, rồi là các cái phần thưởng ở đây. Đấy, rồi đây là cái những khi mà ở đây thì cái phần này là cái phần thanh toán, mà khi mà cái ở cái phần mềm two miner này ấy, hai miner này ấy, thì khi mà các bạn tối thiểu đạt được 0,1 ETC ấy, thì nó sẽ tự động chuyển về cái địa chỉ ví Binance, nó hiện ở đây nhá, chuyển về cái địa chỉ ví Binance này. Đấy, thì cũng khoảng trong vòng khoảng 2 tiếng gì đấy. Đấy, khoảng 2 tiếng mà chúng ta đạt được 0,1 ETC ấy, thì nó sẽ tự động gửi gửi cái số tiền chúng ta đào được về cái địa chỉ ví Binance này nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn xem cài đặt và xem cái thông thông số mà chúng ta cài trên cái trang phần mềm và trang web ETC hai miner này. Và các bạn cũng có thể, ví dụ các bạn có thể đăng nhập cái trang này trên điện thoại các bạn, thì chúng ta có thể bật máy tính ở nhà và đào, và các bạn đi bất cứ nơi nào thì các bạn có cái máy tính mà cái điện thoại ở trên tay, thì các bạn có thể truy cập vào cái trang web này và điền cái địa chỉ ví ETC của các bạn trên cái sàn Binance, địa chỉ ví ETC trên sàn Binance của các bạn vào đây, và chúng ta theo dõi xem là các bạn đi bất cứ đâu, đúng không, đi chơi hay đi đâu đó, thì chúng ta có thể theo dõi xem là máy chúng ta đang đào như thế nào. Đấy, có đang online không. Đấy, ở đây nó hiển thị là một một máy đang đang trực tuyến này, đây là một máy này đang đào đấy các bạn ạ. Đấy. Đấy, vừa rồi là mình đã hướng dẫn các bạn đào, thiết lập cài đặt đào đồng ETC cho card RX 570 4G. Đấy, ngoài cái card này ra thì với cái phần mềm này các bạn có thể đào tất cả các cái dòng card 4G trở lên của hãng AMD các bạn nhé. Rồi. Đấy, giới thiệu các bạn đây là cái dàn đàn của mình. Card của mình đây. Mình sẽ bật điện lên cho các bạn xem nhé. Đó, thấy chưa? Mình thiết kế hỗ trợ thêm một cái quạt khoảng 35W điện này, cái quạt thổi và hỗ trợ cho cái VGA này để thổi cái luồng khí nóng từ trong cây đi ra ngoài. Đấy, đây thì cái video này thì cũng chỉ là hướng dẫn cho các bạn có thể tham khảo thôi, và không có là không phải là video mà khuyên các bạn thực hiện. Nếu như các bạn thấy bổ ích thì có thể thực hiện theo và chúng ta có thể đào thử, đúng không? Đấy, còn đây là mình sẽ show lại cho các bạn cái cấu hình máy tính của mình để đào đồng ETC này nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, đây là chip Core i5 này. Đấy. Rồi là main này. Rồi là RAM này và các đồ họa. Ở đây thì mình sẽ cho các bạn xem cái thông số của card đồ họa, nó sẽ cụ thể và rõ ràng hơn. Đó, đây là thông số của card của mình. Ở đây thì mình dùng card RX 570 các bạn nhé. Đấy, rồi là RAM của nó là Samsung nhé. Theo đánh giá thì RAM của Samsung và Micron ấy thì sẽ cho hiệu quả đào tốt hơn các bạn nhé. 26 bit này. Rồi là đấy, 4G. Đấy là tất cả những cái gì về cấu hình máy tính chúng ta cần thiết. RAM, chip rồi là main thì cũng không quan trọng đâu, các bạn chỉ cần quan trọng cái card đồ họa các bạn mạnh hay không thôi nha các bạn nhé. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Một lần nữa nhớ đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.